Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo nóng vụ hai sếp đầu ngành bị tố quan hệ bất chính. Chiều ngày 9 tháng 1, nguồn tin của phóng viên cho biết ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vừa ký văn bản về việc kiểm điểm, giải trình việc quản lý công chức, viên chức. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Định, ông Trần Văn Phúc yêu cầu Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Thủy sản tổ chức kiểm điểm, giải trình cụ thể về việc quản lý công chức, viên chức khi để xảy ra dư luận không tốt tại đơn vị trong năm 2021. Qua đó, báo cáo kiểm điểm, giải trình về Sở Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn Bình Định chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 1. Trước đó, nguồn tin đã đăng nhiều bài viết phản ánh về việc ông Huỳnh Ngọc Bảo, Chi cục Phó phụ trách Chi cục Kiểm lâm và ông Nguyễn Công Bình, Chi cục Phó phụ trách Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định bị tố cáo nhiều vụ việc, trong đó có quan hệ bất chính với nữ nhân viên dưới quyền. Sau đó, Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã giao Ủy ban kiểm tra thành lập tổ công tác để kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Công Bình về hành vi quan hệ bất chính. Hiện vụ việc này vẫn chưa có kết luận chính thức. Riêng vụ việc ông Huỳnh Ngọc Bảo do Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định xác minh xử lý. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, để đáp ứng nhu cầu hành khách đi tàu tăng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngành đường sắt tiếp tục mở bán thêm vé tàu thống nhất Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tàu SE9 ga Hà Nội đi ga Sài Gòn chạy tại ga Hà Nội lúc 14 giờ 25 các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 1 và ngày 4, ngày 5 tháng 2. Tàu SE10 ga Sài Gòn đi Hà Nội chạy tại Sài Gòn lúc 14 giờ 30 các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 1 và ngày 6 và ngày 7 tháng 2. Các đoàn tàu này vẫn áp dụng chính sách ưu đãi khi mua vé nguyên khoang, nguyên toa như giảm giá vé từ 10 đến 15%, được cung cấp miễn phí suất ăn trên tàu. Ngoài đôi tàu chạy các ngày cao điểm dịp Tết trên, ngành đường sắt cũng mở bán thêm các đôi tàu chạy trước Tết tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang. Tàu SNT2 xuất phát từ ga Sài Gòn các ngày 13, 14, 15 tháng 1 năm 2022. Tàu SNT1 xuất phát từ ga Nha Trang các ngày 14, 15, 16 tháng 1 năm 2022. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2022. Tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán massage, vũ trường được hoạt động trở lại từ ngày mai, mùng 10 tháng 1, nhiều cơ sở đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết và chính quyền các quận huyện cũng đã lập các đoàn liên ngành tiến hành rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19. Sau hơn 11 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19, hôm nay quán karaoke này đã bắt đầu chuẩn bị vệ sinh khử phòng, chuẩn bị phòng cách ly y tế, sẵn sàng đón khách trở lại theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Vệ sinh toàn bộ khử khuẩn phòng hát hàng ngày. Trong 10 bộ tiêu chí đó thì cơ sở cũng đã thành lập luôn cả ban chỉ đạo phòng chống COVID cơ sở và có một phòng cách ly riêng để phòng ngừa những chuyện khi mà có khách đo thân nhiệt, sốt cao. Thì trong cái bộ tiêu chí đó thì cơ sở đã chuẩn bị sẵn sàng để đón một cái tái hoạt động trở lại bình thường. Còn với cơ sở kinh doanh này, công tác chuẩn bị cũng đang ráo riết thực hiện. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn công tác vệ sinh khử khuẩn, xây dựng tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh của quán. Sau nhiều tháng đóng cửa, nay được hoạt động trở lại, khiến ai nấy cũng hết sức vui mừng. Trong tình hình quán được đóng cửa thì bọn em thì không có thu nhập, tình hình rất là khó khăn. Thì nay được cho phép hoạt động lại thì tình hình rất là phấn khởi. Anh em rất là vui mừng ạ. Bây giờ được mở là rất là vui và rất là mừng. Thì hiện giờ là nhân viên đã bắt đầu lên rồi chuẩn bị dọn phòng ốc cho sạch sẽ, tươm tắt, rồi thực hiện những cái gì mà ủy ban phường đưa ra, thực hiện cho đúng và làm theo chính sách của nhà nước. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ ngày 10 tháng 1 năm 2022, phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời, phải được địa phương, nơi cơ sở kinh doanh trú đóng thẩm định, cho phép hoạt động. Ngoài ra,
các cơ sở karaoke cần đảm bảo 4m² trở lên trên khách, không bao gồm công trình phụ. Điều kiện này đối với các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sàn khiêu vũ. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ở mức cao. Thành phố Hải Phòng đã chuyển cấp độ 4 nguy cơ cao. Và trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh trở thành vùng xanh. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Phòng, cấp độ dịch toàn thành phố hiện đang ở cấp độ 4 vùng đỏ, nguy cơ rất cao. Và trong đó, 10 trên 15 quận huyện là cấp độ 4 vùng đỏ, gồm Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Dương Kinh, Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, Thủy Nguyên, An Dương và Kiến Thụy. 4 huyện còn lại ở cấp độ 3 vùng cam. Duy nhất có huyện đảo Bạch Long Vĩ là thuộc cấp độ 1 vùng xanh, trạng thái bình thường mới. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đạt cấp độ 1 của dịch theo nghị quyết 128 của Chính phủ, tức trở thành vùng xanh. Và trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3.224 ca mắc mới. Và đối với cấp quận huyện, thành phố Hồ Chí Minh có 18 địa phương đạt cấp độ 1, cấp độ 4, địa phương cấp độ 2, không có địa phương cấp độ 3 và cấp độ 4. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2022. Thị trường bán lẻ tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang dần sôi động. Sức mua của người dân tại nhiều hệ thống siêu thị đang bắt đầu tăng. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 tăng 6,2% so với tháng 10 và dự kiến tăng dần về cuối năm. Lý giải điều này, các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng có xu hướng mua sắm Tết truyền thống sớm hơn thường lệ. Nhận định về sức mua Tết năm 2022, các chuyên gia dự đoán thị trường Tết năm 2022 không thể không sôi động bằng năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng vẫn ở mức tăng tương đối trong bối cảnh triển khai công tác chống dịch tích cực như hiện nay. Việc không đi du lịch cũng là một lý do tạo ra sự gia tăng tiêu dùng vào thời điểm cuối năm. Ghi nhận tại thị trường bán lẻ trên toàn quốc, lượng hàng hóa Tết hiện nay đang khá dồi dào với đa dạng, đa mặt hàng và mức giá. Trong đó, thực phẩm tươi sống gồm thịt bò, thịt lợn, gia cầm, rau củ, trái cây. Thực phẩm khô gồm gạo, bánh, mứt, kẹo, rượu bia và nước giải khát. Chủng loại, kích cỡ, mùi vị, mức giá đối với các thực phẩm truyền thống, đặc sản vùng miền như là giỏ quà Tết cũng rất đa dạng để khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Phú Thọ đã xuất khẩu lô bưởi Đoan Hùng đầu tiên sang thị trường Nga. Khoảng 40 tấn bưởi thông quan vào ngày hôm qua, ngày 8 tháng 1. Đây là một bước phát triển mới của cây bưởi, đặc sản trên đất Phú Thọ và cũng là động lực để người dân sản xuất đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện mẫu mã quả bưởi. Bưởi Đoan Hùng xuất khẩu đi thị trường Nga đều đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, được sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, có nguồn gốc sinh học, thân thiện với môi trường, bưởi vàng đẹp. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra một giai đoạn mới, một thị trường mới, một tương lai mới cho cây bưởi và người nông dân trồng bưởi ở huyện Đoan Hùng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hình thành 151 vùng sản xuất bưởi tập trung với diện tích khoảng 3.000 ha. Trong đó, diện tích được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp là 95 ha. Trong thời gian tới, huyện Đoan Hùng kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp thương nhân thu mua và tham gia vào quy trình sản xuất, tạo sự đầu ra ổn định, từng bước hình thành chuỗi giá trị cho sản phẩm bưởi, đặc sản và các sản phẩm khác của huyện Đoan Hùng.